Các bạn nhìn cái chiếc điện thoại màn hình gập này, cái màn hình ở bên ngoài của nó có đẹp không ạ? Nó tràn viền, nó quá đẹp luôn các bạn ạ. Trời ơi, nó quá đẹp, nó quá đáng yêu, quá dễ thương luôn. Đó, các bạn nhìn không ạ? Và đây chính là Xiaomi Mi Flip, cái chiếc điện thoại mà mình sẽ mở hộp cho các bạn ngay trong video ngày hôm nay. Đấy, thực sự là ngày xưa ấy, khi mà Samsung làm những cái con điện thoại màn hình gập giống kiểu dòng Flip này ấy, thì từ những điện thoại màn hình gập đầu tiên ấy, mình cũng nói rằng là nếu mà cái điện thoại màn hình gập ở trong tương lai mà mình mong muốn nó như thế nào thì mình muốn nó tràn viền hết như thế này. Đấy. Và bây giờ cái người làm được không phải là Samsung mà lại là Xiaomi. Đó. Ok, mình sẽ bỏ cái chiếc điện thoại này qua bên trước đã, nói về nó sau. Bây giờ chúng ta sẽ tập trung vào cái phụ kiện đã nhé. Đây, các bạn có thể nhìn thấy là cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 12, bộ nhớ trong 256. Nó sẽ có rất nhiều những thông tin nữa, ví dụ như là chip thì là Snapdragon 8 Gen 3, mạnh mẽ nhất trong thế gian Android thời điểm hiện tại. Đấy, có Hi-Res Audio với cả wireless luôn. Công nghệ âm thanh Dolby Atmos, công nghệ màn hình Dolby Vision là có luôn này. Sản xuất vào tháng 6 năm 2024. Nói chung là rất là mới. Đấy, bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra nhá. Để xem là bên trong này nó sẽ có những cái gì nào. Đây, bên trong này chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ như này. Đấy, bên trong cái hộp nhỏ này chúng ta sẽ có quay nhập SIM này. Đấy. Chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này. Và chúng ta sẽ có ốp lưng. Tất nhiên ốp lưng phải có rồi. Và nó là cái dạng hai mảnh như các bạn nhé. Ốp lưng hai mảnh như này. Ok, bên trong này chúng ta sẽ có gì nữa? Chúng ta sẽ có củ sạc 67W và một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Rõ ràng là với cái củ sạc 67W như này thì sạc nó sẽ nhanh hơn rất nhiều so với cả Samsung Galaxy Z Flip 6 hay là Z Flip 5 rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử lắp cái ốp lưng này vào nhé. Đấy. Nhiều bạn thì cũng thích muốn là mở hộp thì cũng phải lắp ốp lưng luôn. Đây thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn này. Cái màu ở phía mặt lưng này, ban đầu nó sẽ là màu trắng. Nó sẽ có những cái họa tiết giống kiểu là nhũ ở trên này, nó rất là mịn luôn, sờ và rất là mịn. Nó không để lại mồ hôi với dấu vân tay. Và cái phần ốp này nó cũng sẽ màu trắng luôn này. Đấy, nó sẽ khác cái màu một chút thôi, khác cái tông một chút thôi nhưng vẫn là màu trắng. Ốp vào như này. Còn mảnh nữa ở phía trên này, chúng ta sẽ ốp nó vào. Đấy. Thực sự là rất ấn tượng luôn các bạn ạ. Và các bạn sẽ nhìn thấy luôn này, cái phần G ở đây này, nó cao hơn hẳn so với cả cái phần cụm camera này. Để khi chúng ta đặt xuống như này, đấy, chúng ta sẽ không sợ là nó bị xước camera. Đấy, và thực sự là nó bao quanh cả cái màn hình này luôn. Bởi vì nguyên cái màn hình này, đấy, nó đã tràn hết ra bên ngoài rồi. Đó. Nhìn đẹp không ạ? Lúc mà ốp cái này vào thì thậm chí là những cái phần màu trắng này, nó còn chiếm bớt những phần diện tích của những phần màu đen ở phía bên trong này. Đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có cảm giác là viền màn hình nó còn mỏng hơn nữa cơ. Ok, bây giờ thì mình sẽ tháo ốp lưng ra nhá. Thế xong rồi bỏ phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về chiếc điện thoại Xiaomi Mi Flip này nhá. Quay trở lại với Xiaomi Mi Flip thì mình nghĩ là các bạn sẽ quan tâm tới cái màn hình phụ này nhiều nhất đây này. Màn hình phụ tràn viền ra bên ngoài như này, nó thực sự là nó rất là ấn tượng luôn. Cái màn hình này thì sẽ có một số những thông tin đấy. Thứ nhất là về kích thước màn hình của nó thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 4 inch. 4 inch là nó sẽ ngang với cả kích thước màn hình của một cái chiếc iPhone 5 ngày xưa, iPhone 5 và iPhone 5S. Tuy nhiên các bạn chú ý nhé, iPhone 5 và iPhone 5S ấy, thì nó 4 inch nhưng mà nó làm màn hình dạng dọc. Còn đây là màn hình nó rất là vuông như này, nên là cái diện tích hiển thị của nó cũng khá là lớn. Đấy, và chắc là chỉ trừ đi mỗi hai cái cụm camera này thôi, các bạn sẽ nhìn thấy là cái viền màn hình nó bao quanh cụm camera này. Trời ơi, sao người ta có thể làm được nó đẹp như này cơ chứ. Và cái màn hình này thì nó là màn hình cong nhẹ nhé các bạn nhé. Đây, đấy, mình sẽ tập trung nói về cái màn hình này rất nhiều đấy, chắc là phải nửa thời gian video này luôn đấy. Các bạn nhìn đây, màn hình sẽ cong nhẹ một tí. Viền màn hình thì làm rất là mỏng. Về độ phân giải màn hình của nó cũng rất cao nhé, thực sự là rất bất ngờ với độ phân giải màn hình của cái sản phẩm này luôn. Độ phân giải màn hình của nó sẽ là 1392 nhân với cả 1208 pixel cho một cái mật độ ảnh rơi vào tầm khoảng 460 ppi. Các bạn nghe không nhầm đâu, mật độ ảnh ở bên ngoài này bằng mật độ điểm ảnh bên trong. Và cái mật độ ảnh này là ngang với cả iPhone 15 Pro Max đấy. Thực sự là rất chi tiết, rất sắc nét luôn. Và cái màn hình phụ này nó có thể làm được những gì nào? Đây, truy cập camera nhanh ở đây, bật vào. Và tất nhiên rồi, camera được đấy. Các bạn nhìn này, chắc chắn rồi, nó có thể biến cái camera sau thành camera trước. Và chắc là mình sẽ sử dụng cái này để làm camera selfie bởi vì trông nó khá là đẹp. Nó sẽ có tele 2x nha các bạn nhé. Có tele 2x, có lấy nét theo mắt luôn này. Các bạn nhìn thấy không ạ? Có lấy nét theo mắt luôn nhá. Đấy, một x ở đây, lấy nét theo mắt. Các bạn nhìn vào trong này là các bạn sẽ thấy được luôn này. Hơi đáng tiếc là không có camera tele. Đó. Rồi ok, mình sẽ thoát cái camera này ra đã. Đây sẽ là vào màn hình chính đây. Vào màn hình chính chúng ta sẽ sử dụng như một cái điện thoại thông thường.
Đấy. Ví dụ nhá, mình vào TikTok này, các nhìn này, đấy, như một cái điện thoại thông thường. Đấy. Tiếp tục nữa nào, đọc comment này, nó sẽ hiển thị lên đây luôn này. Các nhìn không ạ? Rồi, nhưng mà trước khi nói về điều này, thì khi vào màn hình chính ý, các bạn sẽ thấy là cái màn hình này nó chia thành hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần dọc ở đây. Đấy, là nó giống nhiều một cái điện thoại sử dụng thông thường thôi, nhưng mà màn hình của nó sẽ bé hơn. Phần thứ hai nữa là cái phần một cái màn hình phụ vuông ở phía trên này. Đấy, để cho nó, đại loại là nó sẽ tối ưu tất cả những phần thừa. Ví dụ như để cụm cao đa đây rồi thì tự nhiên nó thừa phía phần trên đúng không ạ? Thừa phía phần trên thì nó sẽ để phải nhét cái gì vào đây. Đấy, thì chúng ta có thể xem được đồng hồ này, chúng ta có thể xem được thời tiết này, chúng ta có thể xem được theo dõi sức khỏe đến số bước chân ấy. Mình vừa mới cài đặt vào thôi, đi chỉ được có mười mấy bước thôi. Đấy, chúng ta có thể tùy chỉnh ở đây. Tất nhiên vào trong cài đặt sâu hơn chúng ta có thể tùy chỉnh sâu hơn được nữa. Nhưng mà cái màn hình này rất là hay nhá, đấy là nó sẽ thay đổi màu sắc theo cái ứng dụng mà chúng ta vào. Ví dụ như đang ở ngoài màn hình chính như này, các bạn sẽ nhìn thấy là cái màu này nó sẽ hòa quyện luôn, nó tạo ra một cái hiệu ứng tràn viền rất là đẹp đúng không ạ? Nhưng khi mình vào Facebook này, nó sẽ biến ngay thành màu trắng này để tạo ra hiệu ứng tràn viền. Khi mà mình vào trong thần thời tiết này, nó sẽ biến ngay thành màu xanh này. Đấy, nghĩa là Xiaomi họ đang tối ưu khá tốt cho cái vấn đề này. Đấy, vào TikTok thì nó biến thành màu đen như thế này. Đấy, mình chỉ hơi đáng tiếc là nếu mà kích vào cái phần này thì ví dụ như ở phía trên này của TikTok nó hiển thị ra cái gì đấy, ví dụ như là một cái ô vuông để mà mình có thể là thả tim này hay là thả ha ha cái gì đấy, đại loại là nó tối ưu nữa cho cái phần này, nó đỡ bị mất cái phần giải đen này đi, thì mình nghĩ là nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, nhưng thôi, tạm thời bây giờ là họ đang tối ưu như vậy. Đấy, đây là vào TikTok nha các bạn nhé, đây là vào TikTok này. Đó, rồi đây là vào Facebook đây. Đấy, đây là vào Facebook này nhá, và đây là vào Messenger cái thứ này, và Instagram này, được chưa ạ? Đấy, hay thậm chí là nếu các bạn vào trình duyệt web mà các bạn xem YouTube, tất nhiên phần mềm YouTube các bạn vẫn có thể download được nhé. Nhưng mà đây, ví dụ mình vào trình duyệt web mình xem YouTube vẫn cứ rất là mượt mà, đại loại là như vậy, rất là đơn giản luôn. Vào phần điện thoại ấn số này, đấy, gọi đi này, 0912345678 chẳng hạn, đấy, xong rồi gọi đi thôi. Máy tính đây, đấy. Rồi, thêm một câu hỏi đặt ra đấy là cái màn hình này nó có xoay được không? Thì câu trả lời là như sau. Thứ nhất, đấy là nếu bạn xoay ngang như này thì không được nhá, nhưng bạn xoay dọc như này thì sẽ được này. Đấy, đấy chứ, xoay ngang như này không được này, nhưng xoay dọc như này thì sẽ được. Rồi, và kể cả chúng ta vào TikTok cũng thế nhá, nó xoay ngang như này không được, xoay dọc này thì sẽ được luôn. Đấy, và tất nhiên rồi, cả hai cái màn hình này nó sẽ đều xoay song song cùng một lúc. Đó, rất thú vị đúng không ạ? Gần như là ở trên cái màn hình này nó sẽ không có chi tiết thừa. Tiện thể nói về cụm camera phía sau là sao? Thì đầu tiên là chúng ta sẽ có một camera chính có độ phân giải là 50 chấm, khẩu độ mở là f1.7, tiêu cự là 23mm, có chống rung khoa học OIS. Chúng ta sẽ có thêm một cái camera 50 chấm nữa, đây là camera tele nhé các bạn nhé, khẩu độ mở là f/2.0, tiêu cự là 47mm, như vậy là đây là tele 2x rồi. Nhưng sản phẩm này thì rất là đáng tiếc là không có camera góc rộng, đấy là mình cũng nói luôn. Đấy, còn ví dụ như là với những người như là admin Kha chẳng hạn, thì nói luôn là thằng Kha thì nó thích camera tele hơn, bởi vì là nó thích zoom rồi thích chụp ảnh xóa phông, và nó thấy là camera góc rộng thì thường là chụp ảnh nó cũng sẽ không được đẹp. Đấy, nhưng với mình thì cái mình thích camera góc rộng hơn, cái này là tùy khẩu vị của mỗi người thôi. Đấy, thì anh em xem là anh em thấy là bỏ camera góc rộng đi hay là anh em thích bỏ camera tele đi thì hãy để lại comment. Đại loại là nếu mà so với cả cái con Z Flip 6 của Samsung ấy thì là nó không có camera góc rộng là không bằng, nhưng mà lợi hơn là cái là nó có camera tele, cái điều mà Flip 6 không có. Về cái mức độ hoàn thiện nhá, thì là sau này nó sẽ không có kháng nước kháng bụi như là con Flip 6 đâu. Flip 6 thì sẽ có kháng nước kháng bụi IP48 đấy, còn không có đâu. Đấy, ở trên này thì nó sẽ có cái gì ạ? Nó sẽ có cái dòng chữ đấy là Leica. Đấy, ống kính Leica này, rồi thông số cái thứ ở đây này. Đấy. Tuy nhiên là về cái phần bản lề này nhá. Đây. Bạn nhìn này. Gập như này thì ok này. Gập này được rồi này. Nhưng mà bé hơn tí nữa thì nó sẽ tự đóng lại này. Đấy. Đại loại là về cái mức bản lề này thì mình thấy là như này là rất ổn rồi. Bản lề này thì nó sẽ tương đương với cả cái bản lề của con Z Flip 5. Đấy, đấy là như những gì mình trải nghiệm, nhưng mà chưa bằng được bản lề của con Z Flip 6. Đấy là cái cảm nhận của mình thôi nhá. Nhưng cái màn hình ở bên trong này, đây, một cái màn hình bên trong mình nghĩ là sẽ rất là quan trọng đây. Mình nghĩ là cái màn hình này thì nó sẽ hơn con Flip 6 khá nhiều đấy. Cái điểm thứ nhất đấy là nếp gấp của nó đỡ hơn. Nếu mà các bạn nói là không có nếp gấp thì là nói dối nhá. Vẫn có này, các bạn nhìn này. Đấy, vẫn có nhá, chứ không phải là không có. Nhưng khi mà mình sờ vào như này này thì nó đỡ hơn so với con Flip 6. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa đấy là về độ phân giải của cái màn hình này, nó rất là cao, nó rơi vào tầm khoảng xấp xỉ 1.5K, 1.224 nhân với 2.912 pixel cho một cái mật độ ảnh
là 460 ppi, rất sắc nét, ngang với 15 Pro Max luôn. Cái màn hình này thì sẽ có kích thước rất lớn, thực sự là rất lớn luôn, 6,86 inch, coi như là 6,8 inch đi, làm tròn đấy. Tấm nền sẽ là foldable, LTPO, AMOLED, có một tỷ màu, có Dolby Vision, có HDR10+, tần số quét là 120Hz, độ sáng cũng rất cao, lên tới là 3000 nit. Vừa nãy tí nữa thì quên không nói đến cái màn hình phụ thứ hai này nữa này. Nó còn bất ngờ hơn ở cái điểm là cái màn hình phụ thứ hai này nó cũng có tần số quét là 120Hz. Các bạn nghe không nhầm đâu, màn hình phụ mà cũng có tần số quét là 120Hz đấy. Cái màn hình này ngoài cái tần số quét là 120Hz thì cái độ sáng ở màn hình phụ này các bạn nhìn thấy nó sáng không ạ? Cái độ sáng của màn hình phụ này nó cũng rất là cao luôn, lên tới là 3000 nit đấy các bạn ạ. Độ sáng tối đa nhé, còn trung bình thì tầm khoảng 1600 nit rồi. Cũng có Dolby Vision, cũng có HDR10+ luôn. Nghĩa là cái màn hình phụ này gọi là phụ thôi nhưng mà trang bị không khác gì màn hình chính cả. Mật độ ảnh là giống y hệt. Đấy mới là cái mà họ làm, không có phân biệt là phụ hay là cái gì cả. Và cái tỷ lệ hiển thị ở phía mặt trước này nó cũng sẽ cao hơn so với con Z Flip 5 với Z Flip 6. Nếu mình nhớ không lầm là Flip 6 thì nó tầm khoảng 85,5% là diện tích hiển thị ở bên ngoài. Còn con này nó được là 87,5% cái diện tích hiển thị của màn hình so với tổng thể ở bên ngoài như này. Còn về hiệu năng thì chiếc điện thoại này sẽ chạy con chip Snapdragon 8 Gen 3. Đấy, hôm sau đấy Admin Kha sẽ có một video test game sau. Đấy, điểm xuất du cho ra rơi tầm khoảng 1,8 triệu. Đấy, CPU và GPU như nào các bạn cũng đã có thể nhìn thấy trên hình rồi. Tất nhiên nó chỉ mang tính chất tham khảo thôi nhá, chứ không quyết định xem là sản này chơi game có tốt hay không đâu. Ngoài những điểm đó ra thì RAM ROM tối thiểu của nó sẽ là 12/256 và nó sẽ có một phiên bản tối đa nó cao nhất đấy là 16/1T. Như vậy là cái phiên bản tối đa này thì nó sẽ hơn so với cái con Flip 6. Về camera thì mình cũng đã nói rồi đấy, nó rất là đáng tiếc khi mà nó không có camera góc rộng, nhưng bù lại nó sẽ có camera tele. Còn camera selfie của nó thì sẽ rơi vào tầm khoảng 32 megapixel. Còn đây sẽ là cái điểm mà nó hơn hẳn so với Flip 6 này, đấy là về pin và sạc. Pin của nó là tầm khoảng 4780 mAh, coi như là 4800 đi. Và sạc của nó thì sẽ là sạc 67W. Đại loại là về pin sạc nó sẽ hơn rất nhiều so với cả cái pin 4000 sạc 25W của con Flip 6. Còn nhìn ở xung quanh cạnh máy như này thì chúng ta cũng sẽ có một số những thông tin, ví dụ như là cổng sạc Type-C này, loa ngoài tất nhiên sẽ có la kép rồi, đấy, khay SIM cái thứ này. Đấy, bên này thì nhìn luôn là thấy được luôn là khung viền kim loại cái thứ rồi này. Đấy, vân tay ở bên cạnh hông nhé các bạn nhé. Đấy, kim luôn nút nguồn đây thì cũng là gọi là cơ bản rồi. Cái phần mặt lưng ở phía sau này thì nó không để lại mồ hôi và dấu vân tay, nhưng mà về cái phần mặt trước này thì nó là kính này, nó là màn hình rồi, nên là nó sẽ để lại mồ hôi và dấu vân tay rất nhiều, giống như màn hình thông thường mà chúng ta sử dụng thôi. Ok, còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái chiếc điện thoại thì rất là hot thời điểm gần đây đấy, đáng yêu không ạ? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các khuyến mại đi kèm của chiếc điện thoại này tại website của Điện Thoại Hay, một trong những đơn vị bán điện thoại giá rẻ nhất ở trên thị trường bây giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.